Vâng, xin mến chào quý anh em nhé. Mình vừa mới nhập được mấy cái cây bật lửa Zoro của năm 2019 rất là đẹp. Và đây là phiên bản limited anh em nhé. Mình muốn giới thiệu cho anh em xem. Thì mấy cái này anh em thích thì là cứ alo cho shop nha. Hiện tại shop vừa mới về nên là chưa có ảnh sản phẩm, mình chưa chụp ảnh, chưa đăng lên website anh em nhé. Đây là cây Zoro khắc nổi chủ đề về cá chép hóa rồng anh em nhé. Cái mẫu này thì nó cũng đã xuất hiện trên cái cây Zippo rồi, nhưng bây giờ mới xuất hiện, mình mới thấy xuất hiện trên cây Zoro anh em nhé. Sản phẩm này thì cũng theo mình đánh giá là đẹp anh em nhé. Một cái số limited cũng đẹp này. Đấy, mà sau thì có hình mấy con cá anh em nhé. Còn sản phẩm này thì được khắc nối luôn. Đấy, khắc nối luôn nên là anh em dùng rất là thích. Khắc nối thì không sợ bị mòn hình anh em nhé. Sản phẩm này thì shop còn nhập đâu được có mấy cây thôi nên là anh em nhanh tay thì còn anh em nhé. Đấy, có cây này thì số đẹp nhất nên là mình lấy ra mình quay luôn cho anh em. Mỗi cây thì có một số khác nhau anh em nhé. Quay trở lại chi tiết với cái sản phẩm này thì chất liệu sản phẩm bằng đồng nên là anh em yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé, không bao giờ có thể bay màu được. Anh em càng dùng thì nó càng đậm màu đấy, dùng càng lâu thì càng lên màu rất là đẹp đấy. Anh em dùng lâu thì nó sẽ lên màu kiểu như thế này này đấy, thậm chí là đậm hơn một chút nữa. Và cái sản phẩm này thì rất là bền anh em nhé. Hiện tại thì cái công ty Zoro bán ra thì nó sẽ không có bảo hành đâu, tuy nhiên shop Zipman mình sẽ bảo hành cho anh em nhé, bảo hành 5 năm về sản phẩm. Ví dụ nhé, trong 5 năm anh em dùng mà bị bong cái bản lề này, lại bong cái mối hàn bên trên hoặc bên dưới thì shop mình sẽ hàn miễn phí cho anh em nhé. Hoặc là nếu như dùng có bị gãy cái lưỡi gà trong đây thì alo cho shop nhé, shop cũng sẽ xử lý cho anh em miễn phí anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Có một cái điều mình thấy là cái dòng Zoro giá rẻ tiền nhưng chất lượng rất là bền anh em nhé. Mình bán Zoro cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà cái tỷ lệ bảo hành của cái sản phẩm này rất là thấp anh em nhé, nó siêu bền luôn, vỏ nó lại dày nữa anh em nhé. Đây, trên đây thì có hình con cá đấy, mình sờ tay vào thì mới cảm nhận được cái độ độ khắc nối của nó anh em nhé, độ dày của nó. Đây, sờ tay vào sẽ thấy anh em nhé, rất là đẹp. Phần thân và phần nắp thì kín anh em nhé, rất là kín. Và cây này thì có thể cầm sang lên đến một tuần lễ hoặc thậm chí là hơn nữa. Hai mối hàn thì khá là tròn và bản lề của nó thì có 5 chấu anh em nhé. Đặc biệt thì mình thấy cái bản lề của cái cây này nó bằng bằng đồng anh em nhé, bằng đồng vàng luôn, tức là anh em dùng thì nó sẽ không bay màu được cái bản lề này. Về mặt sau thì nó có ba con cá, ba con cá này thì được khắc chìm anh em nhé, rất là sắc sảo. Về cái phần này thì đây là số limit anh em nhé. Đây, có cây này số đẹp nhất này mình lấy cho anh em, thì anh em nhanh tay thì mình sẽ ship cho anh em luôn cây này anh em nhé. Cái bình trình này. Về cái mộc đáy sản phẩm thì cây này hàng Zoro anh em nhé, chữ Zoro này, brass tức là bằng bằng đồng thau anh em nhé, brass là đồng thau đồng vàng này. Còn 19 tức là nó được sản xuất năm 19 tại Hồng Kông. Cái sản phẩm Zoro là một cái thương hiệu đến từ Hồng Kông anh em nhé, nó sản xuất cách đây 5 năm rồi. Đấy, sản phẩm này nó ra đời cách đây 5 năm rồi anh em nhé, mà còn rất là mới. Đây, âm thanh thì nghe khá là ok. Bánh xe thì bén anh em nhé. Ở bên trong thì vỏ nó có màu vàng lên như thế này anh em nhé. Vỏ bằng đồng có màu vàng. Ruột và vỏ thì cái này thì ruột nó không ghi năm tháng rồi. Ruột ở đây anh em nhé. Cổ đá này, bánh xe đây, rất là bén. Sản phẩm này anh em mà lấy thì shop mình sẽ tặng thêm cho anh em một ví đá anh em nhé. Một ví đá vàng có 6.000 anh em dùng tầm khoảng nửa năm mới hết. Ok. Cái sản phẩm này thì giá là 450 anh em nhé, 450 nghìn đấy. Tuy nhiên shop mình sale cho anh em chơi giá chỉ là 395 nghìn thôi anh em nhé, 395 nghìn. Anh em lấy thì nhanh tay nhé, mới còn shop sẽ bao ship COD cho anh em và tặng cho anh em ví đá anh em nhé. Thẻ bảo hành của shop đây, anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Vâng. À, cái mã số sản phẩm mình đánh dấu trên đây anh em nhé, anh em muốn lấy thì đọc đúng mã số cho mình. Vâng, kính chào tạm biệt.